Sau khi được Hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Việt Nam đề cử tham gia tranh giải tại Giải thưởng Công nghiệp Thực phẩm Toàn cầu lần thứ 21, Vitaleri là doanh nghiệp sữa Việt Nam duy nhất được sướng tên vinh danh trong đêm chung kết trao giải diễn ra vào tối ngày hôm qua, mùng 1 tháng 11 tại Singapore. Trong hàng trăm sản phẩm dự thi đến từ 60 nước thành viên của Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Quốc tế, IUFOD, Hội đồng chấm giải đã chọn được 16 sản phẩm vào vòng chung kết, và chỉ có 4 sản phẩm đoạt giải và Coloss Baby Gold của Vita Dairy đã được vinh danh với hạng mục danh giá nhất là sản phẩm sáng tạo đột phá. Chúng tôi không coi đây là chiến thắng, chúng tôi coi đây là sự ghi nhận đối với những gì Vita Dairy đã làm. Chúng tôi mang những mong muốn, những khát khao của mình vào trong sản phẩm để mang lại lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng. Và đó là điều chúng tôi được ghi nhận trong cái giải thưởng ngày hôm nay. Giải công nghiệp thực phẩm toàn cầu là một giải thưởng có quy mô quốc tế lớn trong khuôn khổ hội nghị khoa học và công nghệ thực phẩm thế giới, được tổ chức 2 năm một lần, quy tụ các nhà khoa học danh tiếng trên toàn cầu trong lĩnh vực thực phẩm. Toàn bộ sản phẩm xuất sắc được chọn vào vòng chung kết năm nay phải là những sản phẩm vượt lên trên hàng trăm nghìn sản phẩm đến từ hơn 60 quốc gia và được đánh giá chọn lọc bởi hội đồng ban giám khảo gồm các nhà khoa học công nghệ thực phẩm hàng đầu trên thế giới.